Bài tiếp theo chúng ta cần ôn đó là bài số 3 nha, là bài hình học. Thì bài này cho 3 điểm. Có tọa độ. Điểm A có tọa độ 2, 4. Điểm B có tọa độ âm 6, 5. Và điểm C có tọa độ âm 2, 0. Câu A là tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. Vậy chúng ta sẽ giải câu A trước. Thì công thức tính tọa độ trọng tâm của một tam giác chúng ta đã học rồi nha. Bây giờ mình ôn lại. Đã nhắc đến tọa độ thì nó sẽ có là hoành độ và tung độ. Hoành độ của G sẽ bằng tổng hoành độ của ABC cộng lại mình chia cho 3. Rồi. Như vậy mình sẽ có được là XA cộng XB cộng XC tất cả chia cho 3. X là con số đứng trước. Đây. XA nè, XB nè, XC nè. Rồi mình sẽ lấy 2 cộng cho âm 6 thì ghi là trừ 6 luôn. Cộng cho âm 2 thì ghi trừ 2 luôn. Chia 3. Lấy máy tính tính cũng được hoặc mình tính nhẩm cũng được ha. Ra kết quả là âm 2. Tương tự như vậy tới IG là tung độ của G đó. Thì mình sẽ lấy là tung độ của A cộng tung độ của B cộng tung độ của C chia cho 3. Tung độ đây, tung độ là con số đứng sau. Rồi mình sẽ lấy 4 cộng 5 cộng 0 chia cho 3. Kết quả là bằng 3 ha. Như vậy mình sẽ có điểm G tọa độ là âm 2, 3. Xong câu A rồi nha mấy em. Rồi bây giờ tới câu B. Câu B thì tìm tọa độ của điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. Bây giờ mình sẽ vẽ hình bình hành ra nha. Đây là hình bình hành ABCD, đặt tên cho đúng nha mấy. ABCD chứ không phải là A, B rồi C nhảy qua đây, D nhảy qua đây là sai nha các em. Thì khi cho hình bình hành ABCD á, chúng ta sẽ có được các cặp vectơ bằng nhau như sau. Vectơ AB thì nó bằng với vectơ DC. Vectơ BA thì bằng với vectơ CD. Vectơ AD thì bằng với vectơ BC. Vectơ DA thì bằng vectơ CB. Mình muốn chọn cặp vectơ nào cũng được. Cô sẽ chọn cặp vectơ là AD bằng với vectơ BC. Lý do cô chọn như vậy thì nó xuôi cái điểm á, thì các em dễ làm hơn. Rồi như vậy đầu tiên vì mình có được vectơ ABCD là hình bình hành thì chắc chắn rằng mình sẽ tương đương với là vectơ AD sẽ bằng với vectơ BC. Trong đó là cái vector BC của mình nè, vector BC của mình nè. Nó sẽ bằng như vậy đây, vector BC. Vector thì phải có hoành độ, có tung độ. Lấy điểm đứng sau là điểm C nè, trừ cho điểm đứng trước là điểm B. Rồi, mình lấy số hoành trừ hoành rồi lấy tung trừ tung ha. Rồi mình lấy điểm B nè, mình lấy điểm C nha, trừ cho điểm B. Điểm C nè. Điểm C mình viết vô điểm C vô trước đây nè. Đây viết điểm C vô trước nè, âm 2 không. Rồi tới dấu trừ nè. Rồi bây giờ mình viết tới điểm B vô. Rồi trừ 6. Trừ với trừ thành cộng. Trừ 5. Như vậy mình có được vector BC sẽ bằng là 4 âm 5. Còn vector AD, vector AD của mình là bằng gì đây? Cũng vậy nha. Mình sẽ có hoành độ, tung độ. Rồi mình sẽ viết điểm D trước nha, viết điểm D trước. Điểm D chưa viết nè, mình ghi XD, ID. Rồi ta dấu trừ. Rồi viết tới điểm A vô. Điểm A là 2, 4. Đây là 2, đây là 4. Do là mình có được vector AD thì nó bằng với vector BC. Cho nên là mình sẽ có được hoành độ của vector AD và hoành độ của vector BC. Hai này nó phải bằng nhau. XD trừ 2 nó phải bằng 4. Tung độ của hai này nó cũng phải bằng nhau luôn, là ID trừ 4 và bằng âm 5.
hàng ở trên là mình tính ở trên nha. XD mình chuyển dế qua mấy em, âm 2 cộng dế chuyển qua đây là thành dương 2 là cộng 2 đó, 4 cộng 2 là bằng 6. Rồi âm 4 chuyển qua đây thành dương 4, như vậy mình có được là âm 5 cộng 4 là bằng âm 1. Điểm D của mình sẽ có tọa độ là 6 âm 1. Nếu bạn nào không biết tính tại sao XD bằng 6 đó, thì mình có thể bấm máy tính sử dụng cái cách giải phương trình bậc nhất đó để mình tìm ra XD, YD bằng bao nhiêu ha. Cô cũng có video hướng dẫn về cái cách bấm máy tính này rồi.